Danh ca Celine Dion hủy kế hoạch lưu diễn vì lý do sức khỏe. Ngày 26 tháng 5, biểu tượng nhạc pop người Canada, danh ca Celine Dion đã thông báo hủy tất cả các chương trình biểu diễn còn lại trong chuyến lưu diễn mang tên Corrid World Tour mà bà đã lên kế hoạch cho năm 2023 đến 2024. Trong một thông báo trên Twitter, nữ ca sĩ 55 tuổi cho biết không đủ sức khỏe để lưu diễn khi phải chiến đấu cùng chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp. Bà viết, tôi rất xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng một lần nữa và dù điều đó khiến trái tim tôi tan nát. Nhưng giải pháp tốt nhất vẫn là hủy bỏ các buổi diễn cho tới khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại sân khấu. Tôi sẽ không bỏ cuộc và tôi rất nóng lòng được gặp lại bạn. Tôi đang rất nỗ lực để phục hồi sức khỏe, nhưng việc lưu diễn có thể rất khó khăn, ngay cả khi bạn ở trạng thái khỏe mạnh 100%. Đây không phải lần đầu tiên Celine Dion lỗi hẹn với người hâm mộ liên quan chuyến lưu diễn Corrid World Tour. Tháng 12 năm 2022, nữ danh ca cũng đã đăng một video đầy nước mắt trên Instagram, chia sẻ với người hâm mộ rằng các bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc hội chứng Stevenson Syndrome, SPS, và theo đó sẽ không thể bắt đầu chuyến lưu diễn châu Âu vào tháng 2 năm 2023 như kế hoạch. Hội chứng SPS là một chứng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, não hoặc tủy sống. Theo Celine Dion, chứng rối loạn này khiến bà co thắt cơ và không thể ca hát. Corrid World Tour được bắt đầu vào năm 2019 và Celine Dion đã hoàn thành 52 buổi biểu diễn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến phần còn lại của chương trình lưu diễn bị đình trệ. Sau đó, nữ danh ca đã hủy chương trình lưu diễn tại Bắc Mỹ do vấn đề sức khỏe. Corrid World Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của bà trong một thập kỷ qua, đồng thời là chuyến lưu diễn đầu tiên mà bà không có chồng ở bên cạnh. Chồng, đồng thời là người quản lý của Celine Dion, ông Jean Angelo đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2016.